Hôm nay cô dạy con một tí. Alright, it's just yeah, right. Okay, so now before we continue with the lesson, let me see. Okay, level 5. Level 5. Level 4. What is about there? Someone talking? Okay, bữa trước con bảo là con đang học unit mấy nhỉ? Unit 7, unit 8. Is it correct? Yes. Okay, so now we let's see here. Let's see. So we have this one. In your class, have you learned in unit 12? Unit 11, right? Học unit 12 chưa? Unit 12 học chưa nhỉ? Để tôi xem. Hình như là học rồi ta. Okay, unit 13, 13, 13. Have you learned it? Học chưa? Hình như là chưa. Okay, so today we will do a little bit things about nên mình làm okay in it off nhé. Ôn lại để đảm bảo cho lớp vẫn học được nhé. Is it okay? Yes. Okay. So now it's in it off. Don't ride your bike. Ride too fast. Okay, đừng lái xe quá nhanh đúng không? Okay, so we have here the knife. Okay, the knife. Okay, the match. Okay, the match. The match. Okay, and we have stair, stair. Okay, stove and left, ran, run down the stairs. Okay, floor, floor, break, cut, burn, dangerous, right? Touch. Okay, all this word here you know or not? Did that change? Yeah. Anything you don't know? No. Okay, now let me see. We have the word stairs, right? Stairs, bậc cầu thang đúng không? Okay, đây là bậc cầu thang ở nhà con đúng không? Can you understand? Yes. Okay. So ở nhà con thì là bậc cầu thang bằng gì? Yeah. Bằng bê tông, bằng đá đúng không? Can you understand? We call it the stair. Okay, các bậc, the stair. Is it okay? Rồi, nếu mà bên có một cái thang, một số nhà người ta vẫn có cái thang mà thang kiểu thang di động á. We know that. Thang mà thang cấp cứu á. À, thang máy. No. Cái thang mà thang cấp cứu á, dùng để kiểu như là đi lên để sửa cái trần nhà hay là sơn lại trần nhà. You know that? I don't know. Okay, let me I don't show know. You. Okay, nay cô nói về chuyện các cái thang đã nha. Now this one we call it ladder. What is the ladder? I don't know. Yeah, can you see the picture and tell me what is the ladder here? Nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Chưa. Chưa? Are you sure? Rồi rồi. Thang gì đây? Thang này thang cấp cứu đúng không? Thang cứu hộ. Okay, thang khẩn cấp. Have you ever seen this one? Okay, we call this one in the ladder, huh? Okay, ở một số nhà thì người ta sử dụng cái thang kiểu này. Okay, ví dụ như là cái tầng của họ ngắn đúng không? Tầng của họ không cao. Can you understand? This yes. one is the ladder. Okay, we call it the ladder. Okay, for những cái nhà mà tầng nó không cao á,
Ok, instead of the stairs. Thay vì mình dùng là stairs đúng không? Stair là kiểu gì đấy? Stair is the same as your house huh? Stairs thì nó giống ở trong nhà con đúng không? Can you see the stairs here? Yeah, we yes. On the stairs. Okay, so anything else we have the elevator? Okay, elevator. Okay, so what is the elevator here? Can you see the elevator? Cầu thang máy. Yes, cầu thang máy đúng không? No, cầu đây gọi là thang máy đấy. Okay, thang máy đúng không? Okay, so we have elevator here. And mình sẽ có một cái nữa là okay, the Elastaster. Caster. Okay, Elastaster. Let me see a little bit. Elastaster. 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 Am I correct? Elastaster. Yeah, can you see the escalator? Okay. Alpha, what's this word? Cô quên mất. Escalator. Can you see this one? What is yes. That escalator here? Ở cái cầu thang này kiểu là cầu thang. Cái này con đi ấy nhưng mà không biết mà. Mình gọi nó giải thích cuốn nhé. Yes, mình gọi nó thang cuốn, nó tự cuốn mình lên đúng không? Ok, rồi. Nghe này. Thế thì ở ok, cái này là ở Anh Mỹ nhé. Tiếng Anh Mỹ mình gọi nó là elevator and elevator. Ok, elevator, right? Mình gọi nó là elevator and escalator, right? Ok, còn ở một số các quốc gia ví dụ như Anh thì mình gọi nó là lift. Ok, lift là thang máy. Nó cũng đồng nghĩa đúng không? Can you understand? Thang máy. Yes. Is it okay? Good. Here, so come back here. Okay, mình vượt qua các loại thang rồi đúng không? Okay. So now. Rồi mình gọi là đi xuống, chạy xuống cầu thang đúng không? Hoặc mình nói là đi xuống thì mình sẽ nói như nào? Go. Go up. Go. Or go down. Right? Go down. The stairs. Can you understand? Go down yes. The stairs. Okay. Rồi, go up and go down. Khi mà mình đi lên hoặc đi xuống. Okay, vậy thì mình nhớ không? Cô đã phẩm. Get. Rồi, mình gọi là on hay in. On hay là off. Khi nào? Có dùng cái stairs không? Mình có dùng để lên tầng và xuống tầng không? Có. Mình dùng gì nhỉ? No, mình sẽ dùng cái này với các phương tiện nhé. Ví dụ như get up. On and get up the car. Okay. Hoặc là gì đấy? The bus. Okay. Can you understand here? Hoặc the plane. Can you understand? Yes. Thêm một phương tiện gì đó hoặc xuống một phương tiện gì đó để mình dùng get on, get off. What about go on and go, go up and go down? Go up and go down all the stairs, right? Cho tầng đúng không? Hoặc là gì đấy? Okay. Go, mình có thể dùng nói là gì nhỉ? Go upstairs. Ok, viết tắt đấy. Go upstairs or go downstairs. Can you understand? Yes. Alright, well done. Go downstairs. Ok, đi lên tầng đi đúng không? Hoặc đi xuống tầng đi. Ok, go upstairs or go downstairs. Ok, so ok, we have burn and cut, right? Ok, cut danh từ là vết cắt đúng không? Động từ nó là gì nhỉ? Hành động cắt đúng không? Is it okay? Cut. Yes. Ok, so number one, look and write. We have one example here. Don't play with matches. Ok, number two, don't play with. Play with matches. Play, not play. Now, number two, don't. Play. Don't. Number don't write your pie. Okay, don't write. How can you say the word write? R. R. I T E. Okay, how can you spell it? Write.
Okay, very good. Okay, well done. Okay, so next one. We move on. Number three. Don't. Hello there, don't. Don't climb the tree. Don't climb the tree. And number four. Don't run down the stairs. Run down the stairs. Very good. Number five. Don't play with the stove. Don't play with the stove, right? Okay. Number six. Don't play with. With the knife, right? With a knife. Okay. Now, so is it okay? Yes. Okay, so we move on here. Next one. Oh, ở đây mình có một động từ khác là từ touch. Okay. Rồi ở đây thì mình không nói là don't play, đúng không? Play thì phải play with cái gì đó. Ví dụ như là play with the knife, right? Rồi trong trường hợp này thì mình dùng gì đấy? Don't touch, hả? Không chạm vào nhé. Is it okay? Yes. Don't touch the stove. All right. So next one here. Number two, circle A, B, or C. Number one, we have done, right? Okay, I warned. Number two, don't play with your stove. You may. Okay. Stove là cái gì nhỉ? Stove. Stove là cái bếp. Đúng rồi, cái bếp đúng không? If you stove, okay, play with the stove, you may get a burn, right? Nắm bị bỏng ra đúng không? Đấy là bị bỏng đúng không? Can you understand here? Get a burn. Okay, so next one, number three. You shouldn't run down the stairs làm sao đây nhỉ? Không nên chạy xuống cầu thang bởi vì này con quên rồi. Okay, break it. Break what? His arm, right? Có thể gãy tay đúng không? Can you understand? Break it. Break his arm. Alright, now can you see the word run down? Okay, the stair, chạy xuống cầu thang đúng không? Rồi, run downstairs thì nếu anh nghĩ chỉ có thể là fall off thôi đúng không? Nếu mà câu này có fall off thì đúng. Ok, fall off tức là bị đấy là gì đấy? Bị ngã đúng không? He may fall. Alright, nếu mà dùng fall off mà hit by có nghĩa là gì đấy? Ngã khỏi xe đạp thì có đúng không? Is it correct? Yes. No, anh ấy chạy từ trên cầu thang thì làm sao xã xe đạp được đúng không? Can you understand? Yes. Yes. Okay. Rồi, anh ấy may ride too fast. Anh ấy chạy xe quá nhanh, chạy xe đạp quá nhanh. Bởi vì anh chạy xe đạp quá nhanh. Chẳng liên quan đúng không? Not related. Rồi, chạy xuống cầu thang thì anh có thể bị ngã và bị gãy tay đúng không? This one, alright? Yes. Can you understand? Alright, so number four. Tony is playing with a sharp knife. He may cut himself. He may cut himself. Yeah, cut himself, right? Rồi, anh có thể tự cắt mình đúng không? Nếu mình có thể dùng go near the stair không? No, right? Rồi, anh ấy chơi với dao thì làm sao anh ấy có thể ra gần cầu thang được đúng không? Cái này không chắc đúng không? Row of the bed có thể lăn lên giường. No. Okay. Rồi. Alright. So number five, why shouldn't he ride his bike too fast? Tại sao anh ấy không nên chạy xe quá nhanh nào? Give me the correct answer. Cho cô một câu trả lời nào. Hello there. Hi. Tell me one.
Because he may fall off his bike. Fall off his bike, right? Fall off his bike. Bike, huh? So B, the correct answer, right? Okay, so next one. Yeah, now number six, why shouldn't he climb? Because he might fall and break his leg. And break his leg, right? His leg. Anh có thể bị ngã xuống gãy chân đúng không? Break his leg. Okay, so cram the underlined word here. Okay, don't play with her. NUS, đoán được không nào? With her. Okay. Đảo từ Matchy, Matchy. How can you spell it? Đánh lần nữa cô nào. M-A-M-A-T-C-H-E-S, right? C-S-E-S. Mình đọc là gì đấy? Matches. Matches. Right? Not matches. Is it okay? Yes. Okay, so next one. Okay, number three. Stare. Okay, stare, right? How can you spell it? S-T-A-R-S. Yes, right? Remember stairs. Số nhiều nhá, bởi vì mình có nhiều bậc cầu thang đúng không? Number four. Number four, your baby may roll off the bed. What is this here? Your baby. Your baby. Drop. Rồi đảo từ như nào đây? Your baby. I don't know. Okay, no guess here. Cô cũng chưa biết đâu. Now, how can you see this? Drop her here. Your baby may roll up the bed. Oh, let me see a little bit, huh? What is this here? I don't know. Okay. Tưởng cô biết mà. Ơ, cô đã có phần đáp án đâu. Ok, bây giờ cô mới làm đến thế nào? How can we say? Your baby. Rồi, thử nhé. This one. Ok. Broke. No. Broken. We need to have head. Now, your baby. Rồi, sao từ này cô lại không nghĩ ra từ gì thế? What's wrong with me? May roll off the bed. Cô tra Google gì kia? Không, từ này phải đảo từ mà. Vâng. Nó đảo được từ cho mình đâu. Break. Is it break? No, mình cần chữ. Yeah, how can we say this one? Okay, number five trước nhé. Well, we do number five. Don't let the baby climb the stair. Yes, climb, correct. How can you spell it? C? C-L-R-C-L. L? I. B-M. M-B. 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 Okay. Number six, the baby shouldn't play on the... On the... On the what? On the cái gì?
shouldn't play on the. What did they say? I don't know. Yeah, I don't know too. Okay, let me see a little bit. Okay, on the. On the water. That's too difficult. Ok, mấy cái bài mà đảo từ này cô hơi yếu. Ok, rồi, nhiều lúc cô biết từ đấy nhưng mà không nhớ ra. Alright, is it ok? So number 4, number 6, leave it later. Ok, so number 4, the action number 4 here. Yeah. Your baby brother may fall. Hello, may fall. Hi. Fall. May fall. May fall off. Yeah, may fall off. Down. Fall down. Okay, fall down the stair. Correct. Okay, number 3, the riding. He is riding his bike too fast. He may fall. Fall off. Fall off his bike. Right. Make. Make your baby brother cannot open the window. Make go your baby. No, make sure. Make sure is the correct answer. Make sure nghĩa là gì nhỉ? Chắc chắn nhá. Để đúng. Chắn. Okay, sure. Chắc chắn là. Can you understand? And number 5, don't let him. Don't let him. Đừng để anh ta đến gần gì đấy. Để anh ấy đến gần cầu thang. How can you say? How can you say? Don't let him go near the stair. Go near the stair, right? Now, okay, so next one. Dangerous. It's dangerous, right? Rồi, đừng để anh ta cơ trèo cây, đúng không? Nó rất là nguy hiểm. Alright. So now we have some word here. Don't do something, right? Khuyên người ta làm gì thì mình có thể nói là should, đúng không? Ok. Hoặc shouldn't là không nên làm gì. Hoặc don't. Ok, đừng làm gì, đúng không? You won't. Ok, and give the reason, right? Đưa ra lý do. Is it ok? Alright, so right. For the correct sentences or for incorrect sentences. Okay, so how can you do the number 2? Don't. Number 2. Is it correct or not? Don't play with the knife. Is it correct? Yes. Yes. Okay, you shouldn't run the stair. Yes. Yes, run the stair, run down. No, run down. They say, okay, it's almost correct. Gần đúng đúng không? Almost correct. So this one will be run down. Okay, so number 4. Why I shouldn't touch the hot stove? Is it correct? Yes. Why? No, why shouldn't I? I shouldn't I. Ok, tại sao nhỉ? Shouldn't phải đặt thành trước đúng không? Can you understand? Yes. Ok, number 5, he shouldn't touch the stove because he may get a burn. Is it correct or not? Correct or not? Car? Is it correct? Yes. Yes, correct. Two. Number 6, the boy may fall from his bike. Yes. Yes. All right. Okay. No. This one is not correct. Huh? Okay, this one not correct. Why? Number 6. May fall. Off, right? Full off. K
Can you understand here? Full of, huh? Yes. Full from. Okay. So now this one, can you do this? Number two, don't let the baby go near the stair. Okay. Because or what is this here? A, B, or C, or D? E, or F here? Tell me, tell me. Okay, I won. Okay, I won. Okay, so number three, you shouldn't play with the matches. Because you might get a burn. Because you can get a burn. Okay, why shouldn't you play with the knife? Because you might cut yourself. Okay, because you might cut yourself. Very good. She shouldn't run down the stair. Don't touch the stove. Okay, run down the stair and don't touch the stove. Is it correct? Is it okay? Yes. Good. So now we have here. Put the correct words in the order to make the sentences. Okay. I know. What is this here? This one? No. We shouldn't play on the How can I know? Oh, let me see. Đoán nào để biết được? Tìm được. Đoán, cô đoán thôi bởi vì từ này không có ở trong những cái từ mà mình đang học đúng không? Vâng. Cô không biết là con học từ này chưa nữa. First, okay. Your baby brother? Brother? Is it correct? Brother? Yes. Your baby brother? No. Đúng rồi. Your baby brother. Cái này có thể đúng nhưng mà cô không chắc là đúng không đâu nha. Let me see. Nhưng mà cô thử viết cả cái từ ấy ra một Google rồi kìa. No. Cái câu ra. Làm sao? Oh, how can you do that? Let me see. Wait a minute, huh? Stop here a little bit. 11. Okay, so now you should your baby rubber may roll off the bed. Okay, let me few minutes. Huh? Your baby Robert Mayro Mayro of the bed. Robert, no, huh? Đấy, nó không ra đâu con ơi. All right, Robert. Có nghĩa là your baby brother. No. And the second one, the baby should be on the, let me see, one more time. This. No.
Okay, let me do this one. Okay, and tell you later, is it okay? Yes, cô làm lại câu này rồi cô sẽ nói với con sau nhé. Is it okay? Yeah. Okay, it takes time. Nó mất hơi lâu tí để cô. All right, so next one. So this one, number two. The. How can you do the number two here? There. The what? The baby shouldn't go near the stair. Shouldn't go near the stair, right? Is it correct? Yes. Okay. So next one. This one here. Okay, how can you do this one? Hello? Hi. You shouldn't? You shouldn't play with a shark knife. With a sharp knife. Knife. Okay. Why I shouldn't throw the stone? Why shouldn't? I shouldn't. Why shouldn't? Eh? Shouldn't? Shouldn't ở trước nhé. Xong rồi đến chủ ngữ này. I touch the stone. Is it okay? Alright. So number five. He made for blue. He made for. He made for on the sofa. Sofa. Okay. And you shouldn't run down the stair. Okay. You shouldn't run down the stair. Okay. Very good. Okay. And now we do one more. Correct the sentences. What's wrong with the sentences you hear? Don't play with matches, right? Okay, With the matches. Okay, so we need to ask yes, right? What about number three? Don't play with the knife. You may cut yourself, right? This one is yourself. With R, right? Một cái chữ letter R, right? Number four. Why I shouldn't tell the hot touch. Touch, not tower. Touch. A hot stove, right? Okay, chỗ này phải sửa thành gì đấy? Why? Shouldn't I? Can you understand? Why shouldn't I? Is it okay? Được không nào? Yeah. Okay, so next one. You shouldn't climb the tree. You may break leg your. Is it correct? No, right? No. Okay, break your leg. Huh? Leg. Your leg. Put it here. Is it okay? Go home now. Alright. Well done here. I've done this one. Huh? Okay, so now we have another challenge. Okay, can you find for me one paper and one pen? Give me one paper and one pen as well. Okay. Is it okay? Find for me? Yes. All right.
I need a paper and I need a pen. Mày phải làm gì nữa cô? Write. Writing challenge. I'm finished. Okay, finish, right? Okay, let's see. Okay. One exercise. Let me choose first. Huh? Rồi cô chọn trước nha. Let me see. Nó là bài dài, bài ngắn đấy cô. The short one. Một bài ngắn ngắn thôi. Let me see. Okay, let's try it. Okay, rồi, bắt đầu chưa? Are you ready? Yes. Cooking is fun. Cooking is fun. Yeah. Cooking is fun. Cooking is fun. But kitchen safety. Kitchen gì? Safety. Safety. Ừ, có biết từ an toàn không? Safety. Safe. Safe. You know that? Safety. I don't know. Okay. S A F E. F A F T. Yes. F T F E. S A F T. T. S A F T. F E T. Yeah. F E. F A F E. Có chẳng nhiều gì nữa. Okay, nào lại nhá. F A F này F S S rồi. A F rồi. E T Y. Sao cả Y nữa? Yes, Y. Rồi, được chưa? Safety nè, safety is important. Important. You know how to write the word important? Important. Oh, important, biết biết không? Safety xong rồi cái gì ạ? Is important. Cô đọc lại từ đó, con không hiểu nữa. Cooking is fun, but kitchen safety is important. Nấu ăn rất là vui đúng không? Thế nhưng mà sự an toàn ở trong bếp là rất quan trọng. Ok, do you know how kitchen to... safety. Safety is important. Safety important. Important. Rồi, bếp biết từ important không? Có nhưng mà safety important. Is important. Safety is important. What? There are. Put a stop. There are.
There are many, many sharp objects. Sharp là nhọn ý. Sao nhọn thì biết từ đấy không? You know? I don't know. Ok, từ đấy ở trong sách con có đây. S-H-A-R-P. Sharp. Many sharp objects. À, thôi, đổi từ object thành từ things nhé. Sharp things. Shopping. Things. Ok, thứ. Things. Yes. Things. Sharp things. Có những thứ sắc nhọn. Like. Like. Yes, like là như là, để lấy ví dụ không phải là thích đâu nhá. Ok, mặc dù biết là like. Like. Knives. Ok, rồi con dao số nhiều là gì nhỉ? Do you know? Yes. Knife. Yes, knife. Nhưng mà âm ca là âm câm nhá, thế nên mình sẽ đọc là knife. Ok, rồi. Con toàn nào là knife. Không đọc là knife nhá, đọc là knife nhá. That's it. Ok, nào, mình sẽ có âm ca là âm câm này. K-N-I-V-E-S. V-E-S. Ok, đây số nhiều nhá. Số ít thì mình sẽ có là F-E đúng không? Số ít thì mình sẽ có là K-N-I-F-E. Ok, số nhiều mình có K-N-I-V-E-S. Is it ok? Thôi like xong rồi like tiếp không? Like knife. Like knife. Things like knives. Sharp things like knives. Ok, yeah. Đến knife chưa? Đến con dao chưa? Yeah. Put a comma. Put a comma. Yeah. Open fire. Open fire. Open fire. Yes. Fire là gì đấy? Ngọn lửa. Fire. Yes, ngọn lửa. Fire. Fire. Yes. Fire. Con biết từ fire. F-I-R-E. F-I-R-E. Rồi từ này cô tưởng là phải biết chứ. Fire. Đúng rồi, kiểu lâu không học trang quên. Fire. By the stove. By the stove. By the stove. What? Put a stop. Stove. Yeah, stove. Cái bếp á, biết biết từ cái bếp không? Stove. Có. Yes. Put a stop. What? Children. 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 Yes, children. Children. Child. Có số nhiều gì không ạ? Children là số nhiều rồi còn gì nữa. Children là những đứa trẻ mà đúng không? Child mới là số 1 ạ. Child mới là số ít. Ok, have you done yet? Yes. Ok, children should never be left. À, sao rồi? Should never be alone. Should never be alone. Should left. Never. Should never. Should never. Yes, never. Biết biết không? Không bao giờ. À, biết. Should never be alone.
Mẹ vào be alone. Yes, alone. Be alone. Bỏ e á. Be. Đúng rồi, be chính xác. Be alone. Alone một mình có biết viết không? Không. Ok, A L O N E. Alan á. Alone, right? Đọc alone nha. Alan, trời ơi. Okay, in the kitchen. Put a stop. Make sure. Make sure. Rồi thì make sure vừa học ở trong make sure. Yes, make sure. Chắc chắn. Make sure. The knives. The knives. Vừa viết từ con dao ở trên xong nhé. Những con dao ở trên xong ấy. The knife. The knives. Make sure the knives are out of are to be out of the reach of children. The reach of children. Yes, rich. Biết biết không? Không. R-E-A-C-H. R-A-C-H. R-E-A-C-H. R-E-A-C-H. Yes, of children. E-A-C-L. Read cái gì? R-E-A-C-L rồi. Of children. Of children. Okay, put a stop. Be careful. Be careful. Be careful. Yes. Cẩn thận ấy. Có biết từ đấy không? Do you know? Không. Be nhá. To be nữa nè. Ok. Be. Care nè. Careful nè. C-A-R-E. C-A-R-E. C-A. Đâu cô đọc lại từ đầu. Be careful. Ok, B rồi, biết từ B chưa? B E á, B E á. Yes. Rồi, cách ra này. Careful, C A F à, C A R E, C A R E. F U L. Cái gì á? F U L. U L. Yes. Okay, not two. Be careful not to. Not to. Yes, not to. Not to. Not to. T-O. To nhìn. T-O. Yeah, to. Thế rồi. Yeah. Let. Let them. Let them. Let them.
Let là trong từ gì đấy? Let's go. Let's go. Ok. Rồi. Not to let them. Not to let them. Not to let them. Yes. Let them. Not. Be near. Be near. Near là gần ấy. Near. Biết từ đấy không? Gần xa, gần. Ok, be near. An open fire. An open fire. Fire. Yeah. Open fire. Okay. Okay, put a stop. Okay. Xong chưa? Put a stop. Can you count for me how many lines is it? How many lines are there? Đếm hộ cô nào. Can you count for me how many lines are there? Đếm hộ cô bao nhiêu dòng nữa? How many lines are there? Ở trong sách con ạ. À, đâu? Cái cô vừa đọc ấy. Con ở trong con biết được 8 dòng rồi. Okay, thế được rồi. Is it done for today and I will see you on tomorrow? Huh? Is it okay? Tomorrow. Alright. Is it okay? Hello there. Alright. Thank you for today and see you tomorrow. Goodbye. Bye. Alright.